mà. Chào chị em nhé. Hôm nay là phim trưởng Mường Khương nhé. Đây là chợ chim Mường Khương nhé. Cái này cũng là của anh nhé. Nè. Sang chào. Chào. Đi chào. Đi chào. Ơ mày. Đi chào. Đi chào. Chú ông con mình thì không phải nói là bảo là không tật lối gì nhá. Thật đấy. Một cái thuần đấy. Một cậu về chợ cậu ngủ á? Cậu về đổi chim hay là cậu về chợ ngủ đấy? Về chợ ngủ thôi. Cái thằng cậu này không được, cái thằng cậu này xếp chim ra chợ ngủ chứ. Xếp chim ra chợ ngủ. Lúc ngủ ấy phải ôm con chim này ngủ, không tí nó bay đi, thằng nào xếp đi không biết. Nó bay đi kệ thôi. Đi đi, ông đi nhà ông bướng rồi nhá. Thuần hay mộc ấy? Chim mộc thuần ấy. Ngựa đấy. Ngựa. Ngựa có bán rẻ không? Bán rẻ. Lòng một phát thôi á. Con này không phải là dồn mình chứ xấu à? Không phải xấu đâu, con ấy sáng nay bây giờ đó. Cả đàn này thì không làm gì nếu đuổi đấy.